Kính chào quý vị và các bạn Xin vui mừng chào đón quý vị và các bạn trở lại kênh Tin Tin USA Channel Hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2021 thứ 6 Hôm nay thưa quý vị các bạn Tin sẽ có một clip về chủ đề là Việc cấp cứu cho những bệnh nhân không phải bị Covid-19 ở Việt Nam à, không có được chu toàn, chu đáo các bạn và không được liên kết, không được đồng bộ. Chúng ta hãy vào ngay chi tiết tại sao Tin nói như vậy thưa quý vị các bạn. Thì Tin sẽ à, trình bày cho quý vị các bạn. Ở đây Tin sẽ trình bày một cái câu chuyện mà có thật quý vị các bạn. Xảy ra ở Biên Hòa Đồng Nai ha các bạn ha. Trong khoảng vài ngày trước đây thôi, Tin có một người bạn rất là thân các bạn thì Tin không muốn nói cái tên À, của người này ra thì tin xin à, gọi nôm na là bạn Minh ha thưa quý vị các bạn ha. Thì khoảng mấy ngày trước ha, chỉ uh, hai ba ngày trước thôi thì bạn Minh này có một người uh, có một người bố thưa quý vị các bạn. Thì cái người cái người bố của bạn Minh này bị tai biến mạch máu não ha. tai biến mạch máu não các bạn nghe à, nghe thấy ha, tiếng Anh gọi là stroke còn tiếng Việt mình là tai biến mạch máu não thì bạn Minh này đã gọi vô cái đường dây nóng các bạn, đường dây nóng. Thì cái đường đường dây nóng của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đó là 0967 901717 các bạn ha, các bạn nghe ha. 0967 901717. Đó, thì gọi vào đường dây nóng thì chỉ sợ là bệnh viện không có nhận thôi bởi vì bệnh viện hiện tại đã rất là quá tải có rất nhiều bệnh nhân À, bị uh, COVID, bị uh, um, Delta variant, vân uh, vân, ha. Nhưng mà rất là may là bệnh viện nói là chúng tôi có thể tiếp nhận bệnh nhân, ha. Nhưng mà xe cấp cứu của chúng tôi không có, xe cấp cứu của chúng tôi không còn nữa bởi vì chúng tôi mắc bận đi cứu những người đang khó thở, đang là cần oxy đó. Tiếng Việt mình là oxy đó, tiếng Anh là oxygen thì khi mà bạn bạn minh gọi tới mà bên nghe như vậy thì hỏi thế giờ tôi phải làm sao nếu mà không có xe cấp cứu thì làm sao đưa bố của tôi bố của tôi ba của tôi cha của tôi đến bệnh viện được bởi vì bây giờ bắt tay miếng mạch máu não rất là nguy hiểm ha hoặc là đã chết hoặc là bán thân bất tội ha hơn thì bán thân bất tội rất là hiếm là qua khỏi hoặc là chết bởi vì các bạn biết là tai biến mạch máu não là một cái là có một mạch máu hay là nhiều mạch máu trên cái não của mình nó bị nó bị giống như là nó máu nó không có lưu thông được các bạn nó nó không lưu thông được thì nó cũng không có đủ oxy với chất bổ đến những cái tế bào khác đối với những cái bộ phận ở trên, à, trên người của mình đúng không đó thì à, bệnh viện lúc đó nói sao các bạn nói chúng tôi sẽ tiếp nhận nhưng mà làm ơn hãy gọi taxi hoặc gọi xe riêng đi đến bệnh viện à, các bạn thấy cái khâu ngay chỗ này nha không không có xe không có xe cấp cứu các bạn mà tai biến mạch máu não à mà ông cụ cũ thì cũng là 90 tuổi rồi các bạn à. thì sao các bạn thì ngựa thì bạn Minh này là vội vàng và những người nhà vội vàng gọi taxi nhưng mà lúc đó là các bạn biết sao không khoảng nửa đêm 1 giờ sáng thì taxi nào mà còn ở available ngay cả gọi tổng đài tổng đài cũng chưa chắc trả lời các bạn gọi tổng đài tổng đài không trả lời gọi những cái người mà chuyên môn mà chuyên chở đó vận tải đó gọi tới thì người ta nói bây giờ người ta à, không có được à, không có được chạy nữa à, chống dịch cho nên người ta không được chạy mà rất là hiếm các bạn khi mà gọi năm bảy cái cú phone thì chỉ được một người bắt phone lên là có thể lúc đó là người ta còn thức chứ thì thưa quý vị các bạn nửa đêm 1 giờ sáng thì cái thời điểm đó là cái thời điểm người ta bắt đầu ngủ rồi ha đã ngủ được và đã rơi vào cái giấc say rồi cho nên rất là hiếm để có một cái gọi là cái sự trả lời lại cho mình khi mà mình gọi mà khi mình gọi thì sao các bạn người ta nói hoặc á, là à, người ta không có chạy nữa á. bây giờ chống dịch rồi cho nên phải ở nhà không có không có không có chạy nữa à, hoặc là có người người ta nói sao có người người ta nói rằng là à, cái khu à, cái khu của bạn minh á của gia đình bạn minh ở là thuộc khu phong tỏa không có được vào các bạn không có được vào không có được vào mà mà rước người đi đó à, Thế là bây giờ bạn Minh phải làm sao? Bạn Minh phải gọi qua bên cho công an phường cho tổ trưởng vân vân mọi người để mình xin phép để mình nói ờ à, bây giờ làm để cho cái xe đó vào cho có thông. Nhưng mà gọi tới thì cái giờ đó cũng đâu có ai mà thức. Đó, ai cũng ngủ hết trơn rồi. Đó các bạn thấy không? Rất là cái cái khâu chuyên chở và cái khâu cái khâu chuyên chở và cái khâu bệnh viện không có nối kết được với nhau các bạn thấy không đó bây giờ đó nếu mà mình cấp cứu làm bệnh viện và chuyên chở phải phải gọi như là có mặt ngay lập tức đã nói cấp cứu tại sao phải cấp cứu các bạn cấp cứu là là phải cứu người đó ngay lập tức hả càng sớm càng tốt càng nhanh càng tốt bởi vì chỉ cần một phút 2 phút 3 phút hả 10 phút thôi 5 phút thôi là người ta cũng có thể chết rồi các bạn đó người ta mới gọi là cấp cứu nhưng mà cái cái tin không có hiểu ở đây đó các bạn tin thấy cảm thấy là không có được hay đó là nghe là nói là bây giờ đó xe cấp cứu chỉ đi cứu những người bị covid thôi đấy, những người bị covid là được ưu tiên bởi vì sắp chết rồi không có oxy thở vô là phải đổ, có bình oxy hoặc có máy thở bỏ vô để, để, để gọi là để sống đấy, nếu không là cũng là chết bởi vì cái nguồn oxy cái hơi thở của mình quan trọng ha ấy thì sẽ bị chết ha nhưng mà thật sự là những những có những cái loại những cái dạng cấp cứu khác trước covid và trước delta variant thì sao các bạn thì những cái những cái dạng cấp cứu đó cũng phải cần cần ngay lập tức cần người ngay tới cứu ngay lập tức phải cần đưa đến bệnh viện lập tức như là các bạn biết cái gì không giống như là tai biến mạch máu não nè ha hoặc là Heart attack là đau tim nè lên máu à, nhồi máu cơ tim nè à, hoặc là cái gì hoặc là các bạn biết đó ví dụ tin đang nói nè ví dụ như là à, một buổi tối đi tối tối rồi có người lớn tuổi đi ra ngoài kia nước giếng múc giếng à, múc nước giếng ra à, rửa tay rửa chân làm vệ sinh hay là ao rồi đó rồi vô tình à, té ha, thì cũng phải cần cấp cứu đúng không té gì rồi đ, đầu của người ta bị thương chấn thương sọ não hoặc là bị máu sung huyết hoặc là à, hoặc là bây giờ một cái cái ví dụ khác là giống như là cho những người mà à, sanh đẻ nữa các bạn những người sản phụ đó người ta phải cần đi sinh đúng không bây giờ đó nếu mà ở nhà biết cách đỡ đẻ thì không nói ở nhà không biết cách đỡ đẻ thì làm sao à, ví dụ như cái người á ở mỹ này nó gọi là c section là những cái người mà đẻ khó đó đẻ phải mổ đó là hoặc là đứa con lớn quá hoặc là đứa con làm sao, đứa con nó nằm ngang, nó không có đúng cái chiều để đi ra. Thì đến cái giờ mà nó muốn ra, đến giờ muốn ra mà bây giờ không có lấy cái đứa con ra kịp thời. Thì sao thì đứa con cũng sẽ chết hoặc là người mẹ cũng chết luôn quý vị các bạn. Đó, hoặc là những cái trường hợp xảy thai, những trường hợp à, những trường hợp mà máu không có không gọi là bị bị ảnh hưởng cái cái đường máu đó các bạn. Đó. Cho nên tin nói đó, ngoài cái việc mà mình cấp cứu Covid-19, Delta variant, người ta không có oxy thì những cái dạng khác cũng là cấp cứu các bạn. hả Các bạn không thể nào nói là ồ Covid-19 thì người ta không có oxy, người ta thở người ta sẽ chết. Những cái dạng này cũng là không có oxy thưa quý vị các bạn, nhưng mà nó qua cái đường máu. hả Qua cái đường máu. Bây giờ mình không có oxy, không có chất bộ cái máu nó nó hoặc hoặc là nó chảy hoài, nó không có đông lại được. Ha? Hoặc là bị nhồi máu cơ tim hoặc là bị sốt tức là cũng không có oxy cũng không có gọi là à, không có chất chất dinh dưỡng đến những tế bào đều cũng là cái dạng cấp cứu các bạn à, ở mỹ này là người ta rất là sợ sốt với lại hạ attack tức là sợ tai biến mạch máu não và tai biến mạch máu não và bị lên cơn đau tim các bạn à, thì thì ý tin muốn nói ở đây với quý vị các bạn là cái gì là mình làm sao mình đừng để là giống như những người bị covid 19 thì cần cứu còn những cái dạng khác thì không cần cứu không có được ưu tiên thì tin thấy cái đó nó không có hay các bạn à. còn cái nữa đó tin bây giờ tin mới tính nói với quý vị, quý vị các bạn là sau cái clip này tin sẽ đưa cho quý vị các bạn coi hiện tại là việt nam mình đó, là À, khoảng 410.000 ca nhiễm ha rồi số tổng lượng mà tổng số mà chết là khoảng 10.000 ha rồi à, à, cái số hồi phục lại là 100 à, tức là một nửa hồi phục các bạn rồi một nửa vẫn còn vẫn còn covid rồi cái số vaccine của Việt Nam như thế nào ha thì sau cái cuối của clip này tôi sẽ nói qua cái chuyện đó nhưng mà hiện tại đó theo cái theo cái 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 ví dụ mà tin vừa trình bày quý vị các bạn đó thì tin nghĩ rằng là đó không phải chỉ ở biên hòa đồng nai thôi quý vị các bạn mà là ở khắp nơi khắp tỉnh ở việt nam các bạn ha gọi vô đường dây nóng của bệnh viện mà đường dây nóng của bệnh viện thì trả lời sao có thể là nhiều quá quá nhiều bệnh nhân có vẻ là đội ngũ quá tải rồi các bạn nhưng mà khi mà đã tiếp nhận người bệnh nhân đó thì hãy cho xe tới rước người bệnh nhân. Còn nếu mà nó sẽ không xe không có xe được á, hiện tại là thiếu xe đúng không thiếu thốn xe thì mình phải suy nghĩ ra làm sao có xe các bạn. Bây giờ mua xe ambulance trang bị vân vân những cái đó thì mình phải cần có thời gian đúng không cần thời gian phải có tiền phải trang bị này nọ nữa đó. Thì bây giờ tại sao tin muốn nói với các bạn là tại sao mình không sử dụng cái lực lượng đội ngũ của xe taxi hoặc những cái xe nhà nào mà người ta chuyên à, chuyên công ty về vận chuyển thôi quý vị các bạn hả tại sao tin nói như vậy tin lấy một cái ví dụ bây giờ mình nhìn ra thì mình nhìn ra cái chuyện của afghanistan thì mỹ đang cố gắng di chuyển những người quân dân của mỹ hả và những người làm việc cho mỹ ở afghanistan về lại mỹ đúng không thì cái số máy bay đó quân sự rất không không có đủ các bạn không có đủ không có đủ so với cái thời gian rất là hạt, hạn hẹp đến cuối tháng này 31 tháng 8 các bạn thì bây giờ cuối cùng là Mỹ Mỹ làm sao Mỹ nói rằng là bây giờ hợp tác với những máy bay thương mại luôn quý vị các bạn tức là càng có nhiều máy bay để mình mình làm cái chuyện mà sơ tán hả di tản những quân dân Mỹ về nước Mỹ càng nhiều càng tốt hả? thì bây giờ hiện tại đó ở ở Đồng Nai hay bất kỳ cái tỉnh cái xã cái huyện cái gì đó thiếu thốn ambulance thiếu thốn thiếu thốn xe thì tại sao mình không mình không có mở ra giống như một cái dạng đăng ký thưa quý vị các bạn để cho những người taxi này bây giờ những người taxi này thật sự ở nhà cũng cũng thứ nhất không có income các bạn không có tiền Ha. thứ hai cũng là xe nằm đó một đóng vậy luôn đó. mà trong lúc đó thì bệnh viện không có xe tại sao mình không mình không bỏ một cái chương trình các bạn để cho những cái người này những cái người nào mà muốn những cái nạn người nào mà muốn ra ngoài lái xe tại vì tin nói tại sao những người này muốn bởi vì có thành phần không có muốn đi ra ngoài làm các bạn với cái bệnh dịch như thế này người ta sợ lây lây cho người ta là về nhà lây với gia đình người ta nữa cho nên mình phải ra một cái chương trình nói những người nào muốn làm để đăng ký tự nguyện ok thì tin ví dụ như tin ví dụ như là ở biên hòa có một ngàn xe taxi đi bây giờ mình đưa cái chương trình này ra thì khoảng 30 30 người tài xế đi đăng ký hoặc là những người những công ty nào công ty tư á về vận chuyển cũng đăng ký vào đó thì những cái người này đi ra làm việc thì mình ha các cấp chính quyền cho ưu tiên những người này chích ngừa đầy đủ ha bởi vì họ là những người giúp cho cộng đồng ha, hiện tại việt nam mình là có cái chiến lược gì quý vị các bạn biết không đó chiến lược cầm cự quý vị các bạn ha, việt nam mình là khoảng 98 100 triệu người ha mà cái lọ mà vaccine đó vaccine đến bây giờ đó ha, thì khoảng 16 triệu thôi 16 triệu tin cho Tình cho một con số đẹp luôn, 17 triệu luôn á. Thì chỉ có mới là 17% của dân số Việt Nam thôi vì các bạn rất là thấp. Thì bây giờ để làm sao có cái số lượng vaccine về, về nữa đúng không? Về để cho mình, cho mình chích, cho dân chúng. Thì làm sao? Thì trong lúc đó có những cái trường hợp khẩn cấp này thì mình phải có những cái lực lượng mà được, được gọi là trang bị vaccine đầy đủ cho bản thân người ta để người ta có thể có sức khỏe để phục vụ cho cộng đồng các bạn. Ý tin nói đó chưa chắc là ai cũng thích cái chương trình này đâu. Nhưng mà sẽ có người thích. Bởi bởi vì mình chưa thử mình chưa biết các bạn. Mình chưa thử mình chưa biết. Với lại bây giờ đó ba ba mươi người đăng ký vào chương trình nối kết với bệnh viện, chuyên trở nối kết với bệnh viện. Thì bây giờ tính ví dụ một ngày đó một người là chở được 4, 4 bệnh nhân, 24 4 bệnh nhân đi cấp cứu mà 30 người, cái đội ngũ này 30 người, 30 người nhân cho 4 là 120 người được cứu vào một ngày thưa quý vị các bạn. Rồi mình nhân cho 30 ngày, tức là được 3.600 người được cứu. Còn ví dụ như là con số người đăng ký vào chương trình nối kết với bệnh viện này, hai chuyên chuyên chở nối, nối kết với bệnh viện này, khoảng 40 người. Thì các bạn cũng làm con tính đi vậy luôn, À, 4, 40 người mỗi người chở 4 bệnh nhân một ngày là một trong 60 bệnh nhân một ngày nhân cho 30 ngày thì các bạn sẽ có một con số là 4.800 người được cứu thưa quý vị các bạn. À. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra tiếp là ồ gọi taxi diễn mắc quá tôi đâu có tiền tôi trả đâu. Thưa quý vị các bạn nếu các bạn không mình không có mình không có tạo xây dựng ra cái đội ngũ này đó thì bệnh viện sẽ không có đủ xe để 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 đưa người bệnh đến đến bệnh viện Đã mà các bạn nếu mà các bạn gọi tư các bạn gọi được thì các bạn cũng phải trả tiền riêng còn bây giờ trong trường hợp tin nói người ta nghèo quá thì sao bệnh viện phải đưa người đến xe cấp cứu dĩ nhiên cũng phải đưa người đến xe cấp cứu thì thì sao thì hoặc là những người nghèo quá mà cái cách tính nó như thế nào nhà nước hỗ trợ thì cái tiền chi phí để chở cái người bệnh nhân đó vào bệnh viện thì nhà nước coi như trả cho bệnh viện thì bây giờ trả cho cái 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 taxi đó. Thì mình sẽ giống như mình sẽ tìm giống như một cái phương án chi tiết hơn. Những cái người taxi này nối kết với bệnh viện như thế nào và cách trả lương họ như thế nào. Hả? À, thì cái đó là mình tính sau hoặc là bảo hiểm những người nào mà có bảo hiểm thì có bảo hiểm trả cái ambulance cho bệnh viện thì bây giờ cái số tiền đó trả ambulance cho bệnh viện à, bệnh viện không dùng ambulance của bệnh viện mà dùng đội ngũ nối kết bệnh viện này thì trả cho những người này đó thì đó là cái cái khái niệm từ nôm na ha cái cái phương án nôm na rất là cơ bản của tinh sofa bởi vì tinh thấy tinh tinh thấy cái trường hợp của bạn minh đó các bạn rất là thương tâm quý vị các bạn nếu mà tinh nặng lời thì tinh không có nên bởi vì tinh cũng không dám chỉ trích ai cả bởi vì tinh biết là cái nguồn nhân lực đội ngũ bác sĩ cũng là giới hạn rồi số người nhiễm covid cũng đông lượng bệnh nhân cũng đông rồi cái sự chuyên chở của ambulance của bệnh viện cũng không có đủ tài lực vật lực nhân lực cũng không có thì bây giờ đó thì mình ráng mình ráng nối kết lại giữa bệnh viện và và đội ngũ đội ngũ đăng ký để chở đến bệnh viện đội ngũ taxi đó hoặc là công ty chuyên chở tư nhân vân vân hả thì mình phải tận dụng cái lực lượng này để mình mình giúp chở bệnh nhân từ những vùng này đến bệnh viện nó nếu mà bệnh viện không có xe cấp cứu hoặc là cấp cứu đang bí gì cứu cứu những cái trường hợp khác nhưng mà tin ý tin muốn nhấn mạnh ở đây là gì quý vị các bạn mình phải làm sao nguyên một cái hệ thống cấp cứu người được chu đo, chu toàn chu đáo hả chứ không phải mà gọi tới nói thôi bây giờ mắc mắc đi cứu người này là không có xe tự gọi thứ nhất là tình cảm thấy như vậy là vô trách nhiệm các bạn vô trách nhiệm hả mạng sống của con người quá rẻ bèo hả thứ hai cái cái cách của bệnh viện nói nó lại mâu thuẫn với những cái cái luật ra, tại vì những người, người taxi không dám vào bởi vì cái khu khu phong tỏa cũng không được vào rồi lúc đó 12 giờ 1 giờ sáng gọi đến bất kỳ số nào cũng không có người các bạn hả thì tin tin thấy là nguyên một cái hệ thống mà hoạt động rất là rời rạc các bạn bộ phận này hoạt động kiểu này nói là khuyên mình phải làm cách này nhưng mà khi mình làm thì với bộ phận khác lại không có làm được không có vào vùng phong tỏa được không có đi đâu được hết đó thì nó mâu thuẫn lẫn nhau à, không có đồng bộ không thống nhất thưa vì các bạn cái câu chuyện tình đang nói đó là tin nghĩ không phải chỉ, chỉ xảy ra ở đồng nai biên hòa đâu thưa vì các bạn có thể xảy ra rất là nhiều tỉnh thành à, ở việt nam thì tin muốn khuyên như vậy đó là làm sao ngoài cái chuyện covid thì mình phải cấp cứu covid thì mình phải cấp cứu mình phải có khả năng cấp cứu những cái bệnh những cái cái bệnh nhân khác Hả? cũng rất là quan trọng những cái bệnh tình khác rất là quan trọng không thể nào mà xem xem covid quan trọng mà tai biến mạch máu não hay là à, nhồi máu cơ tim hay cái gì là coi như nó 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 à, nó không có được ưu tiên thưa quý vị các bạn đó rồi tinh cũng muốn nói rằng ạ à, tại sao tinh làm clip này tinh làm clip này đó có thể cái tiếng nói của tinh là thấp cổ bé họng không có ai nghe được nhưng mà tinh cũng phải nên làm một clip này để nếu mà ai đó ở ngoài ở ngoài kia các bạn nghe được hoặc các bạn có à, các bạn có một cái chức do nhỏ nào đó hả hoặc là các bạn có cái cơ hội để các bạn à, phản ảnh thì đây cũng là một clip giống như tinh làm để à, giống một cái tiếng À, giống một cái tiếng chuông để cho mọi người là hãy hãy cứu những bệnh nhân khác ngoài bệnh covid thưa quý vị các bạn à, những bệnh khác nguy hiểm rồi tin cũng không có muốn thấy mà những người già đó các bạn bây giờ mình nói những người già đi những người lớn tuổi đi à, người ta rất là cái sức sự chịu đựng không có không có nhiều bằng cái lớp trẻ và cái lớp trung niên thưa quý vị các bạn à, Tinh không muốn thấy họ cái clip này tin làm thì tin không muốn thấy những những bậc à, những bậc cao tuổi ở à, ở đồng nai à, ở sài gòn ở à, bình dương ở ở ninh bình ở à, quảng ninh ở à, quảng trị ở quảng bình ở à, quảng nam vân vân các quý vị đó không được không được cứu tới hả? thì như vậy là không có được quý vị các bạn thì bây giờ ngoài cái chuyện chuyên chở mình dùng cái lực lượng taxi có sẵn lực lượng công ty tư nhân có sẵn nối kết với bệnh viện để chở bệnh nhân ngoài ra cũng làm những cái cái bây giờ xây bệnh viện thì không có kịp ha? xây bệnh viện thì phải có tiền vật tư vân vân thì mình à, mướn những cái bãi đất trống dùng những cái bãi đất trống ha? thì hoặc là những cái, những cái chỗ hợp hành to lớn để mình mình làm thành bệnh viện đó rồi một cái nữa đó tin cũng nói nãy giờ tin nhấn mạnh đó những cái hiện tại Việt Nam chiến lược của mình là là cầm cự các bạn là kiên nhẫn bởi vì á, Việt Nam không có không có đủ vaccine cho nên mình phải dùng cái lượng vaccine ví dụ như Mỹ Mỹ tặng cho Việt Nam vaccine một triệu liều thì bây giờ phải suy nghĩ những cái thành phần ưu tiên nào được chích một triệu liều vaccine này thì một số lớn ở trong đây thì tin cũng xin hãy chích cho những những cái đội ngũ nào mà người ta đi ra ngoài public ví dụ như những những cái người taxi trên nói đó hoặc những người nào mà làm với với dân chúng thì hãy cho người ta chích trước bởi vì những người đó sẽ quay lại giúp lại cho cộng đồng các bạn trong lúc mình chờ đợi trong lúc trong lúc kiên nhẫn để có thêm vaccine đó cái chiến lược việt nam hiện tại là như vậy đó là tin thấy như vậy đó. đó một là kiểm soát dịch bệnh không cho lây lan ha. khoanh vùng kiểm soát lại cái mặt thứ hai là đang giống như đang nằm nằm chờ thời chờ vaccine có quý vị các bạn bây giờ tin sẽ đưa quý vị các bạn xem những bản đồ coi là việt nam việt nam hiện tại đang đứng ở vị trí số mấy ở trên thế giới về việc nhiễm Covid và bao nhiêu người chết và cái số lượng vaccine như thế nào quý vị các bạn ha dạ yeah. quý vị các bạn à, trước khi tin vào à, trình bày với quý vị các bạn bản đồ thì thì dạ tin xin nhắc lại tất cả các loại cấp cứu thì không phải chỉ cấp cứu covid covid delta là quan trọng những việc cấp cứu khác cũng rất quan trọng cho nên tin cũng xin đưa ý kiến nhỏ nhoi của tinh ý kiến thấp cổ bé họng của tinh để xin rằng là hãy cứu những bệnh nhân khác ngoài bệnh nhân covid covid delta ừ. nhé các bạn quý vị các bạn ha dạ yeah. bất kỳ cái việc cấp cứu cấp cứu mà về tai biến mạch máu não nhồi máu cơ tim Xung à, sung huyết chấn thương sọ não vân vân những cái những cái loại cấp cứu đó đều bệnh nhân đều có khả năng qua đời rất rất là rất là rất rất là nhanh thôi quý vị các bạn hả à, hay xảy thai hoặc là à, sinh con hoặc vân vân à, liên quan đến máu huyết à, liên quan đến thần kinh là đều có thể xảy ra chết người không chỉ mà không chỉ mà chỉ có thở qua cái mũi rồi đến cái lân của mình đâu quý vị các bạn đó, máu máu nó vô não não cũng rất là quan trọng Đó, não là máu máu tức là đem oxy và nutrition tức là oxy và chất dinh dưỡng tới Đó, không chỉ là qua cái mũi này mình đeo cái mát sẽ nó vô cái phổi bây giờ mình tập trung cái phổi quá mà mình mình quên cái tim quên cái não cũng đâu được đúng không Đó. ngoài cái việc hô hấp hệ hô hấp mình còn có hệ tuần hoàng và hệ thần kinh nữa Đó. chứ đâu có thể nào mà mình, mình nói ờ mình tập trung cái này mà mấy cái kia mình bỏ ngỏ đâu Quý vị và các bạn ơi Tin muốn nói rằng là đó Làm sao mà nguyên cả nước Việt Nam Có một cái số phone các bạn Một số phone mà áp dụng cho tất cả các à, Các nơi các bạn ha? Chỉ một số phone thôi Thí dụ mình ở ngoài Bắc đó, Ở Hà Nội Ở à, Lào Cai ha? Hay là ở à, Sapa, Vịnh Hạ Long ha? Hay là ở miền Trung miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị ha. Hay là um, Phú Yên hoặc là mình ở trong Nam như là mình ở Sài Gòn, Đồng Nai, ở Phú Quốc, ở Kiên Giang, ở Hậu Giang, vân vân. Tất cả các vùng miền mình chỉ dùng một con số, một số để gọi tới cho khẩn cấp thôi quý vị các bạn. Đó thì con số đó áp dụng hết cho mọi miền mọi vùng như vậy thì làm sao thì người dân sẽ dễ nhớ và hiện tại tinh thấy đường dây nóng ở Việt Nam số rất là dài các bạn nó dài thì nếu mà nóng nó đã nóng thì người ta đâu có có đâu có thời gian để nhớ ở trong đầu bật ra được hoặc là mình dở sổ dở sách để đi tìm đâu giống như tin nắng cái chuyện hồi nãy của bạn Minh đó suốt một đêm đường dây nóng gọi cho gọi cho bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Sau đó bệnh viện đã nói là phải tự đi tìm xe. Thế là cả đêm đó là chật vật gọi khắp nơi các bạn. Gọi phần taxi, gọi phần công an phường, gọi phần tổ trưởng. gọi phần Nói chung là nguyên một đêm coi như là gọi tứ, tứ tung mà chả đi đâu về đâu thưa quý vị các bạn. Nó chả, nó không có giải quyết. không Tiếng Mỹ nó gọi là go nowhere đó. Tức là nó nó cứ lửng 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 con cá vàng chả đi tới đâu thưa quý vị các bạn cho nên tin tin nói đó bây giờ làm sao tất cả các à các các bộ phận hả à, liên kết lại với nhau à, và cái số phone số phone để cấp cứu số phone hot đó, là áp dụng cho toàn nước Việt Nam hả à, toàn nước Việt Nam một con số thôi cho tất cả vùng miền hả à, và cái con số đó làm sao con số đó thật là ngắn à, ví dụ như ba con số thôi ví dụ ba con số 5 năm à, hoặc là 999 chín hoặc là một hai ba chẳng hạn vậy đó các bạn hả chứ bây giờ tin cảm thấy là cái 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 khâu chuẩn bị đưa người đến bệnh viện á các bạn Chả không có được chú đáo các bạn không có được chú đáo không có được mà à, gọi là tận tận sức chưa được tận sức ừ. cho nên nhiều người vẫn vẫn có người chẳng hạn như cái người người ba người bố người cha của bạn Minh đó hôm bữa đó là coi như là cũng là nhờ nhờ ơn trên đó các bạn hả mình nói là nhờ ơn trên hoặc là ơn ơn Chúa nhờ Chúa nhờ Phật hả? nhờ trời ở phù hộ hả là tống tay qua nạn khỏi các bạn hả? nhưng cũng phải là rất là cũng cũng xích nữa là, là mất mạng rồi đó các bạn hả? rồi bây giờ tin đưa cho các bạn xem những cái hình ảnh, những cái đồ thị về uh, những ca nhiễm, ca chết và vaccine ở Việt Nam nhé, thưa quý vị, các bạn. Yeah. Thưa quý vị, các bạn, cái nguồn tin đang lấy là World Orometers, các bạn ha, về coronavirus ha. Thì cái này là cái đo lường của thế giới ha, về coronavirus. Thì các bạn thấy đây, đây là August 28, 2021 tức là vừa cập nhật tức thời đó các bạn à, khoảng à, một vài tiếng trước thôi các bạn một hai ba tiếng trước thôi cỡ đó nhé ok thì đây đó là cái trường hợp ca nhiễm ca nhiễm đó là khoảng 216 triệu 204.183 ca trên toàn thế giới đó thưa quý vị các bạn và cái số chết đó là 4 triệu 498.864 ca quý vị các bạn ha và à, tổng cái số mà hồi phục á là 193 triệu 188.636 người à, đã được hồi phục thưa vị các bạn bây giờ đó mình sẽ đến cái danh sách là xem thử Việt Nam mình đó là nằm số mấy ở trên danh sách này danh sách này là toàn thế giới thưa vị các bạn ha thì gồm có tên của tên của nước nè nước đất nước nào ha à, tổng cộng là ca nhiễm như thế nào rồi à, à, đây để tin tin kéo xuống cho các bạn xem ha tổng cộng ca nè là ca mới nè rồi à, số số ca, tổng số chết nè rồi cái số chết mới 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 xảy ra nè tổng số hồi phục nè à, số hồi phục này mới nè mới hồi phục nè những cái những cái ca mà vẫn còn active, ti vẫn vẫn còn là chưa có hết đó các bạn đó. thì bây giờ đầu bảng là số 1 là nước mỹ ha đó. rồi bây giờ đến số 2 là nước ấn độ đó. số 3 là nước brazil thứ tư là russia à, nước pháp nước anh thổ nhĩ kỳ argentina colombia iran đó. tây ban nha đó. bây giờ mình tìm mình tìm xuống thử coi à Mexico các bạn Mexico hàng xứ 15 hả à, thì cái 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 ca mới này nè ca mới này lại lên đến gần 20.000 người các bạn ở Mexico các bạn và chết chết là 863 người ha, à, New Death New Death ở đây New Death à. đó. rồi bây giờ mình xuống đây thử Thái Lan Thái Lan trong vòng à, trong vòng thời gian ngắn qua đó à, trong vòng một ngày qua là khoảng là 10, có thêm ca mới là khoảng 17, 17.984 tức là khoảng 18.000 ca các bạn. Còn số chết là à 292 người các bạn số 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 chết số mới đó mới vừa chết đó ha. Còn tổng số chết là total death, tổng số chết ha. Tổng số chết là ở Thái Lan. Tổng số chết là 10.800 79 người các bạn à, Bây giờ tin đi xuống đây tin xem Việt Nam Việt Nam đâu À đây Việt Nam À đây Việt Nam tin có hai à, like tin có tô đậm ở đây nè Là số 60 các bạn ha Đó Tổng số ca nhiễm là 410.366 ca ha cái, cái dữ liệu cái data này đó là mới cập nhật mấy một um, hai tiếng trước thôi đó các bạn ha còn số tổng số chết đó là 10.053 10 ca. Ừ. Rồi cái tổng số tổng số recover các bạn, tổng số recover là hồi phục đó các bạn. À, thì là Việt Nam có 198.614 người được hồi phục các bạn ha. Tổng số hồi phục đó. Còn hiện tại cái số mà đang vẫn còn đang hoành hành chưa có trị xong chưa có khỏi đó là 201.699 người các bạn rồi bây giờ cái list này các bạn sẽ hỏi ủa cái list này đó thì là bao nhiêu à, tổng số là bao nhiêu Ồ sao Korea cũng lên nè các bạn sao Korea là trong khoảng 1.700 Ok và 11 10 chết cái số tổng số nước ở trên cái bảng danh sách này đó các bạn đó là 200 223 đất nước và vùng lãnh thổ thưa quý vị các bạn 223 223 nước và vùng lãnh thổ thưa quý vị các bạn đó cho nên mình mới thấy là tổng tổng số ở đây nè đó tổng số này là tổng số à, ca nhiễm nè của tất cả các nước còn cái này là à, ca mới nè đó là tổng cộng cái này là tổng cộng ca chết nè đó là cái này là tổng cộng là mới chết nè mới vừa tức thời đó à, khoảng à, trong tin nghĩ là trong vòng 24 giờ ha rồi đây á là đây là số ca tổng cộng số ca hồi phục nó mình nhớ không làm cái cột này tổng cộng số ca hồi phục ha. rồi cái đây là tổng cộng số ca à, vẫn còn active các bạn vẫn còn active là vẫn còn à, vẫn còn à, chưa có chưa có hết covid đó các bạn mình coi đúng không nha đúng rồi các bạn đó đúng rồi còn bên đây là tổng cộng là recover ha tổng cộng tổng cộng ca à, tổng cộng ca vẫn còn active à, còn tổng cộng cái số mà rất là à, cái số mà rất gọi là tình trạng rất là nghiêm trọng đó là 112.817 người à, đó là của thế giới đó mà không biết của Việt Nam mình sao ha Việt Nam mình Việt Nam thì cái chỗ này nó không có chỗ này không có đề, chỗ này có vẻ trống cái chỗ này. Rồi các bạn hát, các bạn sẽ nói ủa vậy thì Việt Nam ở đây là làm sao mà người ta có thể lấy à, những cái thông tin này, những cái dữ liệu này của Việt Nam các bạn? Thì nếu mà tin click vào đây đó các bạn, nếu mà tin click vào cái à, cái nước đề tên Việt Nam đó thì người ta sẽ cho tin là. đây Việt Nam các bạn ha Việt Nam nè đó thì là các bạn sẽ thấy đây đây là tổng số ca nè đó chết là khoảng 10.000 người các bạn ha tổng số chết đó còn tổng số hồi phục là 198.614 là khoảng 199.000 ha người à, các bạn thấy cái số nhiễm đó đây là tổng cộng cái số nhiễm là các bạn thấy là trong khoảng tháng 7 và tháng 8 này là là đồ thị này cho chúng ta thấy là đi lên ha các bạn ha, đi lên cái số ca nhiễm đi lên. Còn đây là à, số mà à, hàng ngày đó các bạn, số ca nhiễm hàng ngày. Đó thì cũng khoảng tháng tháng 8 này các bạn, tháng 8 là bắt đầu là tự nhiên là à, thấy thấy đồ thị tự nhiên go up các bạn ha đi lên đi lên ha ha tức là có nhiều có nhiều ca nhiễm mỗi ngày tăng lên đó, các bạn thấy rồi tương đương với đó thì cái số người mà chết đó các bạn cũng tăng luôn thì ở đây là khoảng 10.000 người các bạn thấy 10.000 nè qua bên đây là thấy 10.000 ha tăng thưa quý vị các bạn đây là cái chart đồ thị từ cái nguồn là our World in data thì cho chúng ta biết là vaccine ở Việt Nam đã vaccine được bao nhiêu dân số rồi vì các bạn à, bao nhiêu phần trăm rồi thì các bạn thấy đó à, uh, fully vaccinated đó, thì rất là thấp mà uh, chích một mũi cũng rất là thấp thôi vì các bạn mà cái đồ thị này đó uh, chỉ đến là ngày được ngày 20 uh, 25 thôi vì các bạn ha ngày 26 với ngày 27 chưa thấy thì tin thấy ở đây đó. Nếu mà ngày 25 thì quý vị thấy đó là khoảng 16 triệu các bạn, 16 triệu, at least một dose, at least một dose các bạn, một 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 liều ha. Và fully vaccinated là khoảng 2 triệu các bạn rất là thấp. ha. 1 triệu. À tin sorry, một liều đó, một liều là khoảng 16 triệu, tức là 17% dân số ha, còn hai liều, hai liều là chích ngừa đầy đủ rồi đó là khoảng 2 2.2 phần trăm dân số thưa quý vị các bạn bây giờ mình cứ nói nôm na là Việt Nam khoảng 98 100 phần trăm đi hả 98 triệu người đi đó cỡ cỡ đó thì à, cái dữ liệu này đó à, được cập nhật đến ngày 25 tháng 8 2021 thôi ừ, chưa có ngày 26 27 thưa quý vị các bạn thì cho dù có ngày 26 27 thì cái số này nó cũng nhích lên được có một tí thôi quý vị các bạn cho dù mình chích thật nhanh À, chích ngày chích đêm giống như người ta xây dựng gì đó, xây, xây dựng ngày xây dựng đêm ha à, à, giống như tin tin thấy cái thời mà hơn thịnh đó, người ta xây nhà đó, xây công ty à, xây ngày xây đêm xây 24 trên 24 thì giờ mình nói chích người xích 24 trên 24 đi ha à, thì cho dù chích chích 24 trên 24 thì cái con số này nó 17% cho thì cũng tăng lên là 17.2, 17.5 là cao các bạn Tinh tin tin cho một con số rất là đẹp đó các bạn uh, fully vaccinated thì tin trong hai ngày Tinh cũng cho là 2 chấm, uh, đến hai 4 phần trăm hoặc hai năm phần trăm các bạn đó thì so ra đối với nước ngoài đó các bạn với những nước khác thì việt nam uh, số người đi vaccine á, mà chích một mũi và hai mũi vẫn còn rất là thấp thưa quý vị và các bạn rồi bây giờ quý vị các bạn sẽ nói ủa ở đâu mà có mấy con số này mà hay vậy ha À, hay là mình tự chế luôn không phải các bạn về cái đây click vào about this data thì những cái con số này đó là những con số hồi nãy đó là à, là các bạn biết đó là Worldometer and then our word in data là lấy từ bộ y tế các bạn bộ y tế của Việt Nam đó các bạn các bạn thấy Bộ Y tế đây nè. Đó, của Việt Nam. Ừ. Bây giờ mình xem thử ở Mỹ, tình hình vaccine ở Mỹ như thế nào thưa quý vị các bạn. Nguồn là từ Our World in Data. Thì các bạn thấy đó, số ở Mỹ, United States, ha tổng số à, tổng số mà được given đó là sáu 366 à, triệu các bạn ha. 172 triệu người đã à, đã được vaccine thưa quý vị các bạn ha dạ còn cái số phần trăm vaccine à, fully vaccinated là khoảng 52.5 phần à, trăm các bạn thấy ở đây à, các tiểu bang đó thì California hiện tại là à, đang dẫn đầu các bạn đang dẫn đầu thì cái dữ liệu này đó là cách đây một ngày thưa quý vị các bạn ha thì hôm nay chưa cập nhật thì có thể là một hồi à, mấy tiếng nữa thì sẽ được cập nhật thì ở kali đó tình trạng là à, um, cái số liều đó được cho là 47 47.6 triệu thì fully vaccinated đó là 21 21.9 triệu thưa quý vị các bạn tức là 55.4% fully vaccinated các bạn đó. hồi nãy mình so với lại Việt Nam đó thì Việt Nam chỉ có là các bạn nhớ Việt Nam là bao nhiêu không fully vaccinated là Việt Nam chỉ có mới 2.2 đó các bạn cho cho dù cập nhật thêm hai ngày nữa lên cho 2.5 hoặc là tin cho 3 chấm thì cũng vẫn còn thấp lắm các bạn. Đã. bây giờ tiểu bang Cali nè, tiểu bang Texas là đứng hạng nhì ha, tiểu bang à, tiểu bang Florida, tiểu bang à, nhiều tiểu bang lắm đưa quý vị các bạn. Rồi mình đi một tour ngắn ngắn nhẹ nhẹ cho mình xem tình hình ở Việt Nam như thế nào và tình hình ở thế giới như thế nào, ca nhiễm À, ca lành, ca chết, ha? À, số, phần trăm những người được chích ngừa à, trên toàn bộ à, tổng dân số của một nước thôi, quý vị các bạn. Thì bây giờ mình trở lại với cái chủ đề hồi nãy tin à, nói lúc đầu đó là à, làm sao mà mình à, cấp cứu, cấp cứu được tốt đẹp, tốt lành ha? À, cho những người bệnh nhân mà không, à, không phải là do COVID-19 gây ra các bạn tình trạng cấp cứu không phải là do con covid 19 thì cũng nên được chú trọng nên được um, ưu tiên ha nên được ưu tiên và làm sao tất cả những bộ phận những cơ quan làm sao mà mình mình nối kết lại được với nhau để không có rời rạc mà mình hãy làm đồng bộ thống nhất để làm gì để mình 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 cứu cứu mạng người các bạn cứu sống mạng người mà biết nói gì đây khi hai đường đời ngang chia mình rồi, đường âm và đường dương chỉ tích tắc thôi là người ta có thể ra đi. Cho nên mình hãy làm sao, ha? thì um, các cấp, cách ngành, ha, các bộ, các uh, bệnh viện, ha và um, phía vận chuyển, taxi, vân vân, làm sao mà để cho thông suốt, ha? thông suốt để mình đem người, đem người đi cấp cứu từ nơi người ta ở đến bệnh viện nhanh chóng và cái lực lượng taxi có thể vào được cái chỗ phong tỏa một cách dễ dàng. Ừ, tin ở đây tin nói taxi hoặc là à, lực lượng có công ty riêng về vận chuyển các bạn vân vân. Thì tin đang nói vậy tức là làm sao đó mà mình tận dụng được cái nguồn nhân lực, à, nguồn nhân lực tài lực ha, của cái 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 hệ thống taxi hệ thống tư nhân ở ngoài kia mà trong lúc đó bệnh viện lại không không đầy đủ, không trang bị đầy đủ không không được tiền nhiều để mua để mua à, ambulance, để mua xe cứu thương thì mình phải làm sao đó mình hợp mình hợp tác lại với nhau để mình tạo ra lợi ích cho cái người à, xin cấp cứu các bạn. Ừ. Tin kính chào quý vị và các bạn, tin xin hẹn gặp quý vị và các bạn vào clip kế các bạn ha. Dạ. Yeah. Nếu mà quý vị và các bạn có ý kiến gì hoặc đã có những cái à, trải nghiệm gì à, trong những tuần lễ vừa qua cho việc cấp cứu gia đình các bạn, các bạn hoặc những người bạn biết thì các bạn hãy để comment ở bên dưới để mọi người cùng chia sẻ và mọi người cùng gọi là à, thảo luận quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều để ủng hộ kênh nhà tin tin giữa say channel Thank you.